Thúy Ngân sau tai nạn dẫn đến bất tỉnh đi cấp cứu, bị chấn thương cổ, gãy mũi, bác sĩ khuyên phải phẫu thuật thẩm mỹ. Á hậu Thúy Ngân đang thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bị chấn thương nặng dẫn đến bất tỉnh phải đi cấp cứu khi quay phim truyền hình. Cụ thể, khi đang quay một cảnh hành động, Thúy Ngân đã va đập vào cánh cửa rồi bay khỏi võ đài. Thấy Thúy Ngân bất tỉnh, ekip sản xuất Hải Đường Trong Gió mới gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong, Thúy Ngân tiếp tục quay về đóng phim. Cô chia sẻ rằng nếu bản thân dừng lại nghỉ ngơi nhiều thêm thì tiến độ làm phim sẽ bị ảnh hưởng. Vì không muốn ekip dừng quay nên cô bất chấp cả cơn đau. Liên hệ với Thúy Ngân về thông tin chấn thương này, người đại diện của nữ diễn viên cho biết Thúy Ngân gặp tai nạn khi quay phim gần một năm trước, không phải thời điểm hiện tại. Trong thời điểm bộ phim Hải Đường Trong Gió sắp ra mắt, nữ diễn viên chỉ chia sẻ lại kỷ niệm đáng nhớ của mình. Về việc chấn thương nghiêm trọng đến mức nào, phía Thúy Ngân cũng cho biết cô bị đau ở vùng cổ phải bó lại bằng nẹp, mũi cũng bị va đập dẫn đến gãy. Bác sĩ có khuyên Thúy Ngân nên đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh lại mũi để gương mặt cân đối, tránh tình trạng xô lệch kém tự nhiên. Việc gặp tai nạn trên trường quay là điều thường thấy đối với các diễn viên, nhất là khi tham gia những dự án hành động. Thúy Ngân biết rõ điều này nhưng vẫn cố gắng tự mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm, chứ không nhờ đến diễn viên đóng thế.